Chiều tối 3 tháng 7, trên tàu bệnh viện USNS Mercy neo đậu trong vùng nước cảng Vũng Rô, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã diễn ra buổi lễ bế mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2022, còn gọi là PP22. Chương trình được thực hiện tại tỉnh Phú Yên từ ngày 20 tháng 6 đến 3 tháng 7. Tham dự có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế và lãnh đạo chính quyền tỉnh Phú Yên. Phía Hoa Kỳ có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark E. Cooper, chuẩn đô đốc Mark Melson, chỉ huy lực lượng Tây Thái Bình Dương, đại tá Harry Kim, chỉ huy trưởng PP22, thuyền trưởng tàu Mercy, đại diện các nước tham gia PP22. Trong thời gian diễn ra, chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2022 đã tập trung chính vào các hoạt động hợp tác chăm sóc sức khỏe y tế. Ngoài ra, các lực lượng PP22 còn xây dựng một số phòng học, đào tạo kỹ năng ứng phó thiên tai và giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. Ngay sau phần lễ, các đại biểu đã được tham quan một số khu vực của tàu bệnh viện USNS Mercy mà theo thuyền trưởng Henry Kim là một trong số 8 tàu bệnh viện lớn nhất thế giới. Tàu bệnh viện USNS Mercy có chiều dài 272m, rộng 32m, bấn nước 10m, lượng giãn cách nước 69.360 tấn. Vận tốc 17,5 hải lý trên giờ, khoảng cách giữa hai lần tiếp nhiên liệu là 13.420 hải lý.